Dạ bẩm, Hồng Phạm tên Quyền Thị, sinh năm Mùi ở làng Dân. Số chưa tận, vì bất đắc chí tự mình quyên sinh, tự tìm đến cái chết, làm trái luật luân hồi. Mau dẫn vô. Thượng thiên có đức hiếu sinh, không mong muốn con người tự sát. Nếu còn con đường sống mà vì chút bất bình hay chán nản mà tùy tiện tìm đến cái chết thì đó là làm trái luật, làm trái với tấm lòng dưỡng sinh của trời đất, cho nên nhất định sẽ bị trừng phạt. Bẩm Diêm Vương, con xin chịu hết những tội tình trừng phạt nặng nhất của âm ty, không chút than gian. Nhưng vì chốn trần gian, con của con bị bắt cóc, con biết sống chết ra sao. Con mong gặp được con gái của con trước khi con nhận lãnh tội phạt. Con cuối xin ngài cho con một cơ hội cuối. Hồn phạm Quyền Thị đã thác xuống đây rồi mà còn dòi dính cầu xin. Ngu đầu mã diện, mau mau dẫn hồn đi chịu hình phạt. Tô Diêm Dương, xin cho thần nói một lời. Hồn phạm Quyền Thị trong lúc bấn loạn cho nên đâm ra trầm quốc, nên đi về phía bờ sông để tìm con gái, và nghĩ rằng chết ở dưới đáy sông. Có thể hồn phạm không nghĩ đến chuyện quyên sinh, nhưng vì quá thương con ở dưới đáy sông lạnh lẽo cho nên nhất thời bị mất trí. Khi trong đầu chỉ nghĩ tới cái chết thì khó tránh được hành động kéo theo, đó là do bản thân của ả, chẳng trách được ai. Dạ bẩm, nếu là những kẻ dữ chuyên làm điều ác thì khi xuống âm ty lãnh chịu hình phạt, thần sẽ không chút bận lòng. Nhưng riêng hồn phạm Quyền Thị khi sống ở trần gian không có hại ai, lại là một người mẹ hết mực thương yêu con cái, cho nên khi đứa con gái bé bỏng bị người khác hãm hại, người mẹ này không chịu nổi được sự mất mát này nên đâm ra một phút nông nổi. Xét ra hoàn cảnh thấy đáng thương hơn là đáng tội, nhưng cũng không vì thế mà trầm mình tự tử, làm trái luật luân hồi. Dạ bẩm, thần không có ý xin giảm tội cho hồn phạm Quyền Thị, nhưng cúi mong Diêm Vương cho ả ta kể rõ hoàn cảnh của mình, biết đâu còn nhiều khuất tất và quẩn khúc mà ả ta đã chịu đựng trong lòng, cho nên mới dẫn đến hành động dại dột trái với luật trời. Luật âm ty nghiêm minh nhưng cũng nên khiến cho tâm phục thì mới thấu đáo đạt tình. Hồn phạm mới tận tường cái sai cái lỗi mà ăn năn sám hối trong thời gian bị trừng phạt. Văn Hoàng, những gì ngươi nói cũng có phần chi ly, nhưng nào giờ âm ty không có cái lệ này. Dạ bẩm, Diêm Vương hãy nhìn người mẹ này đi. Nỗi đau mất con đã làm cho ả ta bất chấp tất cả để mong một lần được gặp con mình trên trần gian. Đến khi thác rồi vẫn mong một lần gặp con rồi mới đi nhận tội, đủ thấy thiên chức của người mẹ cao lớn như thế nào. Trong luật âm ty cũng có chỉ, nếu vì trung trinh tiết liệt mà quyên sinh vẫn không gọi là tội, mà được phong thần và được tôn thờ. Bà mẹ này tuy không làm gì cao cả, nhưng vì đứa con mà làm được điều đó, cúi xin ngài hãy xem xét lại. Hồn phạm, ngươi đã nghe những gì phán quan xin cho ngươi rồi. Ta sẽ cho ngươi được một lần để nói rõ hoàn cảnh của mình, nếu xét thấy hợp tình hợp lý, ta sẽ cho ngươi được gặp con một lần rồi trở về đây chịu tội hình trừng phạt.